Hello anh em, hai hai, chào mừng em quay trở lại với Honkai Story và channel của mình. Mình đang rất nghiêm túc đây. Anh em đã roleplay đến đâu rồi? Hay anh em đang chờ nhân vật nào? Trong mỗi phiên bản mới như thế này thì mình thường hay up cái video role nhân vật để tạo không khí cho anh em cũng như là tạo những tiếng cười. Vậy trong video này anh em có cười không hay anh em sẽ tỏ ra ghen tị với một cái ác gọi là cơ cấu? Hãy cùng với mình tìm hiểu trong video này nhé anh em. Ok, bắt đầu nha. Phải nói chuyện với Pom đầu Pom phát sáng cái này là phải roll thôi anh em. Kiểu này là phải roll thôi. Bây giờ mình sẽ roll Blade ở trên tài khoản chính của mình nhá. Đang ngặt mũi quá anh em, không biết là roll đúng hên không. Ngặt mũi hên chắc không liên quan đến nhau lắm nhỉ. Ok, vậy thì lên luôn nhá anh em. 10 nháy đầu tiên, biết đâu nổ luôn. Lần trước là mình nhớ là hình như là mình roll 20 lần ở trong banner này rồi anh em ạ. Wow, mình nổ hai tím luôn này, được hai cái tinh hồn này anh em. Chưa gì đã thấy hên rồi. Tiếp, mình cũng muốn roll cả chấn của Blade nữa anh em ạ. Hay là roll chấn trước nhỉ? Thôi kệ, roll cho nổ đi. Tính toán nhiều, nghĩ nhiều mệt đầu lắm. Càng tính nó lại càng tạch anh em ạ. Và mình roll được rất là nhiều tinh hồn của Natasha anh em ạ. Roll nó nổ thôi, nếu mà nó không nổ thì nếu mà nó lệch thôi vậy, coi như là không có duyên. Ui nổ rồi anh em ơi, nổ rồi. May thế. Mình đang biết là bao giờ nó nổ đây. Vâng, bây giờ thì nó có rất nhiều trường hợp. Một là ra tri thức hỏa, hai là hủy diệt. Và các cái trường hợp khác, ra hủy diệt thì cũng có thể ra một trường hợp mà mình đang mong chờ anh em ạ. Khó lưu trữ rồi. Rồi dào, sắp đến rồi anh em ạ, sắp đến rồi. Trời ơi, là nó xuất hiện cái là mình đứng tim luôn á. Tĩnh mịch, trái ngọt, tính mịch, săn bắn. Ôi, mình lạc rồi anh em ơi. Được hai cái tinh hồn này anh em, chưa gì đã thế hên rồi. Mình lạc rồi anh em ơi. Bóng đỏ cặp ngang bến sông, biết ánh sáng em với thầm. Mình ra nhân vật DPS nhưng mà nó là DPS hệ hệ băng. Trời ơi, mình lại còn chưa có cái pad để búp kin cho nó đấy chứ. Thế là mình xịt Blade rồi anh em ạ. Sau rất nhiều ngày mình trúng Blade thì bây giờ mình cũng đã xịt Blade rồi anh em ạ. Vẫn may là vẫn có thể làm được cái video review cho anh em. Không thì thọt nặng anh em ạ. Gần nhất là mình trúng lua trà ở trang số 8. Cái lịch sử lại cập nhật hơi chậm. Trong tài khoản của mình thì vẫn còn ngọc từ cái lần trước mình roll. Nó không lệch ấy. Cho nên là mình sẽ roll tiếp. Roll đến khi nào nổ ra Blade thì thôi. Sau đó thì có thể mình sẽ roll cả chấn nữa. Đã đâm lao và theo lao anh em ạ. Và hơn nữa là thực sự thì mình thấy nhân vật này khá phù hợp với tài khoản của mình, do đã có cái cơ hội trải nghiệm và review nhân vật với Full Nostrum rồi, nên là mình thấy được cái sức mạnh của nhân vật và mình biết được tiềm năng của nhân vật. Nói chung là tài khoản của mình thì đủ một team cho Blade, đủ một team Hyper Carry và mình thích chơi cái lối chơi đó. Nhưng mà nó vẫn là anh em ạ, ra rất nhiều các cung mệnh của các nhân vật khác rồi. Ở cái thời điểm mà mình đang quay cái đoạn video này là hết rồi, chỉ còn vé ở trong mới phải đổi ánh sao thôi. Ở trong đấy thì mình không muốn động vào. Chắc bây giờ phải động vào mấy cái gói X2 thôi anh em ơi. Đâm lao và theo lao thôi anh em. Ok, lên. Không biết là điều bao nhiêu nháy nữa nhưng mà cứ lên đã. Đã phải nạp tiền rồi. Bây giờ thì phải nổ anh em ạ. Có bảo hiểm nó phải nổ. Đấy, nổ rồi. Nạp tiền xong cảm giác nó hên hơn hẳn. Bây giờ không biết là nó sẽ ra kiểu mấy Blade đây anh em. Phải hy vọng chứ, phải có niềm tin anh em ạ. Nổ Blade xong rồi nổ luôn cả gì nhỉ, nổ luôn cả Clara nữa là tôi đội ơn. Sự lựa chọn của lần đầu sinh sôi hài hòa xoáy ốc nhanh. Vâng, đây rồi Blade, còn gì nữa không? Câu hỏi quan trọng bây giờ là còn gì nữa không, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ấy à. Đó là câu trả lời. Theo cái phần lịch sử này thì lần trước mình roll trúng chấn của Jing Yuan và chỉ thế thôi, mình không roll banner vũ khí nhiều. Lần này mình không nghĩ sẽ ra sớm đâu và có thể là khả năng nó sẽ lệch anh em ạ. Dùng cái này mới đau tim này, quả roll chấn này mới đau tim này anh em ơi. Ui, lên. Chưa có gì cả. Next, dùng một quyển sách của Su Shang. Không biết cái chỗ ngọc ánh sao này có đủ để nó nổ không nhá. Mình quên mất cái đếm luôn rồi anh em ạ. Ra là một quyển sách trị liệu. Ok, lên tiếp. Ma nó vẫn chưa nổ anh em ạ. Lần này thì một nhân vật và một quyển sách. Tiếp.
Tao tìm quá, hy vọng nó nổ sớm chứ không thì... Ui, ra tận 3 quyển sách liền. Sau đó thì sắp được quyển sách của Alan tinh luyện ấy rồi. Tinh luyện năm đến nơi rồi. Chưa đủ năm nhưng mà cũng sắp rồi anh em ạ. Chưa nổ. Vâng, lại thêm một quyển sách trị liệu nữa. Quyển này chắc mình cho lôi cha đeo luôn quá. nổ đi làm ơn. Má nó. Nhiều khi mong nó không nổ anh em ạ. Nhiều khi cứ tự nhiên nó nổ. Còn này có nổ không anh em ơi? Nổ đi, làm ơn. Tôi hết. Ôi, nổ. Nổ rồi, mà chuyện gì diễn ra đây? Tôi sợ quá anh em ơi. Cứu tôi. Lo lắng quá. Rồi, hài hòa. Cái này nó có hiện ra cái... Nó có hiện ra cái hình ấy không nhỉ? Có đúng không anh em? Nó có hiện ra hình class của nhân vật. Nếu là hủy diệt thì sao? Cái gì đây? Vai Turon là cuộc chiến cho nguôi của Ronia anh em à. Má lệch rồi. Banner trước trúng rết nhiều quá. Banner này lệch lấy lệch xuống anh em à. Anh em nào mà comment áp cơ cấu nữa thì đề nghị anh em vào xin lỗi tôi ngay. Thế còn pom pom này hết thiêng rồi anh em à. Mech pom pom hết xài được rồi. Chắc nhiều anh em xài quá nó hết thiêng rồi. Đã roll là phải có kết quả anh em à. Kết quả mà nó lưng chừng không thích. Ok, lên tiếp 10 nháy. Vâng, nó ra cảm giác kiểu mình đang roll bên nhân vật vậy đó. Hai nhân vật và một quyển sách của Alan. Đến lúc này mình nghĩ sách Alan đã tinh luyện 5 rồi đấy. Lên tiếp. Vâng, quả này tinh luyện 6 à. Thôi, bỏ qua đi. Vẫn chưa nổ anh em ạ, nó vẫn chưa nổ. Má. Thêm sách trị liệu nữa. Nổ không? Quả này có nổ không? Vẫn chưa nổ. Đùa. Chảy máu ròng ròng luôn. Thêm cả chị servo đi vào đây nữa. Sợ thật. Ok. Bây giờ thì do là dư cái vé ở đây rồi nên mình sẽ thử mua 10 vé ở đây xem nó có nổ không. Dư cái vé để đổi một quyển sách rồi ấy. Mình định đổi quyển trấn của Clara. Mua vé nó vẫn không nổ anh ạ. Sợ thật. Mình thấy hình như lần này mình zoom banner nhân vật và vũ khí tất cả đều là khoảng 80 lần hay sao ấy. Cái lịch sử này nó chết chậm quá, mình cũng không đếm nữa. Nhưng mà mình chắc chắn với anh em là mình đã phải roll rất nhiều lần và toàn lệch thôi. Nhưng bây giờ nó vẫn chưa ra này. Bây giờ nó ra cái gì mình không thèm nhìn luôn anh em. Còn này kiểu như là đang khô máu rồi. Đây chắc chắn gọi là khô máu rồi. Đây nổ rồi anh em ơi. Cùng nổ cũng nổ. Vâng, lần này thì có bảo hiểm rồi thì chắc chắn nó sẽ ra cái sách của Blade rồi. Với những cái lần mà nó cho mình ăn cú lừa nãy giờ thì chắc mình không dám hy vọng gì nó ra nhiều món nữa anh em. Anh em từ cái quá trình roll Blade anh em đã roll như thế nào anh em để lại bình luận nha. Mình nghĩ là sẽ có nhiều anh em khoe cái độ lắc của mình nhưng cũng có nhiều anh em chia sẻ cái sự đen đủi. Mình hy vọng là anh em sẽ gặp may mắn nhiều hơn. Có thể lúc này đen đủi thì lúc khác sẽ may mắn. Vâng, và đây là sách của Blade. Đó là tất cả những gì mà mình nhận được. Quá là đáng sợ luôn anh em à. Mình thấy anh em có thắc mắc về chuyện là tại sao mình đã có một cái video review Blade rất là sớm và bây giờ mình lại vẫn roll. Thì câu trả lời nó rất đơn giản thôi anh em, đó là một tài khoản khác ở một server khác. Còn chi tiết hơn thì mình không thể chia sẻ thêm được. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mình muốn nói ở đây và hơn tất cả đó là cái thông tin mà mình cung cấp cho anh em là thông tin thật về sức mạnh của Blade ở cung mệnh không, ở tinh hồn không. Để anh em có thể thấy được những cái hạn chế, những cái tiềm năng của nhân vật và đưa ra được cái quyết định cho tài khoản của anh em. Khi mà có cơ hội build được một nhân vật từ đầu đến cuối thì nó sẽ cho một cái trải nghiệm không khác gì cái tài khoản chính của mình cả. Sau khi mình áp nhân vật lên cấp 50 thì nó cho mình một cái vé roll thường. Và như thường lệ khi có vé roll thường thì mình xài luôn. Và khi mình xài thì bất ngờ là chuyện này nó đã diễn ra anh em à. Lố đây anh. Yay. Lâu rồi tài khoản của mình mới nổ cái banner thường anh ạ. Lúc này thực sự là mình rất hy vọng nó đã ra một cái icon hủy diệt ở đây. Và đúng là nó hiện ra hủy diệt. Nhưng mà nó lại là cái trấn của Clara. Là một cái mà mình đang định mua trong shop. Mình đang định 300 vé ở trong cái banner thường ấy. Thì mình lấy Clara về. Nhưng mà rất tiếc là nó lại không lệch cho Clara mà lệch cho trấn của nhân vật. Như vậy tất cả những cái vật phẩm mình để dành ở trong cái phần đồi đá ánh sao này, có lẽ là mình sẽ để dành mua vé. Bởi vì mình không hứng thú với các nhân vật khác. Mình chỉ có định mua trấn của Bronia với trấn của Clara thôi. Còn lại thì bây giờ chắc là mình sẽ mua vé roll. Ok, về sau thì mình sẽ đuổi theo đuổi vé roll và roll các cái banner, nhân vật và vũ khí nhá. Tổng kết lại thì mình đã roll được Blade, nhưng mà lệch Gian Trinh. Mình roll được Blade tinh hồn không,
có chấn, nhưng mà chấn của Blade thì lại lệch ra quyền cuộc chiến trường nguôi của Bronya. Và khi up Blade lên 50, mình dùng vé thường thì ra vật không thể thay thế. Cái này chỉ tính là bonus thôi chứ không phải là từ cái cuộc roll này. Có thể tính là như vậy. Thậm chí Du Công bây giờ đã tinh hồn 6 luôn rồi. Natasha cũng tinh hồn 6 luôn. Alan thì tinh hồn 3. Mình không biết như này gọi là thất bại hay thành công. Nhưng mà hiện tại thì cái vấn đề mình đang phải đối mặt đó là sẽ tốn rất nhiều tài nguyên để up các nhân vật này cũng như là vũ khí lên. Nhưng mà nó sẽ cho mình nhiều cái trải nghiệm hơn. Bỏ tiền vào không mạnh nữa thì chắc là ném tiền qua cửa sổ rồi. Vậy thì qua cái buổi roll này mình xin chúc anh em may mắn trong các cái banner của Blade nếu như anh em chưa roll, và các banner sau nữa nhá. Cảm ơn anh em đã xem cái video của mình. Hy vọng là nó đã cho anh em những cái giây phút giải trí. Ok, cảm ơn anh em. Chúc cả nhà một ngày thật vui nhá. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau.